Xin chào các bạn nhé. Rất là nhiều bạn thắc mắc là Hải Dương hay là Kinh Môn hay là những cái nơi như Kim Thành, mọi người sẽ trồng sắn dây như thế nào và phụ lên như nào. Thì hôm nay mình sẽ quay video cho các bạn xem nhé. Các bạn hãy theo chân mình. Đây là một cái ruộng, ruộng mấy sào. Anh ấy đã thu hoạch khá là lâu rồi. Bây giờ anh ấy bắt đầu là làm ụ này. Bên này đang là máy này. Bên này anh đang chuẩn bị phân giò này. Đấy, mọi người chúng mình hay dùng đầu trâu và một số phân lân, phân đá. Nếu các bạn nào quan tâm thì bạn liên hệ kỹ hơn. Bây giờ mình sẽ ra quay cho bạn xem này. Một cái ụ này khá là to. Đường kính rơi tầm hơn 3 mét. Khi mà làm ụ xong thì cái mặt nó sẽ phải bằng thẳng. Cây con lên trên đấy. Mấy anh máy múc này là mọi người làm rất là lâu năm mà nhiều rồi, thế nên là mọi người đã có kỹ thuật làm ụ rồi, chứ không phải ai mà cũng có thể làm được, lái được đâu các bạn nhé. Sắp thành cái ụ. Chỗ này là phía này đê các bạn ạ. Thế nên là trước kia là phù sa ở cái con sông Kinh Thầy bồi đắp lên đây rất là nhiều. Nên là đất ở đây rất là chất lượng, rất là tốt, các bạn có thể nhìn thấy đấy. Đó, sắp thành cái ụ. Các bạn nhìn thấy nhanh không? Chỗ nhà mình thì 70.000, đánh đống là 70.000.